quay luôn cái này rồi. Trận này là trận thứ chuỗi 200 nha. Má quay luôn chuỗi kìa. Trận này là chuỗi 200 anh em ơi. Đánh mà mình quay lưu chuỗi mắt để có cái mà đăng lên YouTube chứ. Xăng nó này, tim nó súng á. Trăm rồi, căng thẳng quá, mình đánh bây giờ mình còn rung anh em ơi. Cứ càng cao đánh càng rung. Giết luôn, giết luôn. Mít được. Chủ 200 anh em ơi. Anh em đang xem bấm follow ủng hộ cho mình nha anh em. Các bạn không thấy gì thì các bạn có thể thoát ra vào lại nha. Tại bên chắc nó hơi đông cho nên là nó nhiều bạn nó chụp chờn á. Mong các bạn thông cảm nha. Không rồi, xanh rồi. Oh, mega kill. Xanh rồi anh em ơi. Rung quá, dường bằng xanh nhưng mà vẫn rung anh em ơi, vì chữ 200 mà. Thách đấu đó. Thằng Lý Đích là thách đấu đó. Dễ gì giết được. Game này hay rồi anh em ơi. Mình xanh quá cho nên là mình cũng tại game cuối mà hơi rung anh em ơi. Ừ.
có trời xanh rồi. Tăng ơi là Tăng. Tăng ơi Tăng. Trời. Tăng ơi là Tăng. Chương trình Tăng ơi Tăng. Để đăng video. Phút mới có tiền. Hồi nãy like chỉ 2 phút á, cho nên là giờ phải làm đủ 12 phút. Chưa, chắc này là chủ 200 anh em ơi. Tại mình vào chậm chỉ 2 phút á, cho nên là nó tại mình lưu video chỉ 2 phút á. Bây giờ đủ. Nó chạy kìa, cầm. Đó, đủ cho 10 phút. Thôi Tăng. Chơi dữ vậy Tăng. Ok đánh đi. Chết em rồi Tăng ơi. Ok win luôn chữ 200. Đẹp luôn mà. 909 910 đẹp luôn. Ồ 10 mạng 109 là quá đẹp luôn. 200. Trời ơi là trời ơi. Thiệt sự với anh em là mình không thể tin là mình làm tới chữ 200 đó. Quá là may mắn luôn. Có lẽ là mình là người may mắn nhất hành tinh này luôn. Có thể là mình là người may mắn nhất hành tinh này luôn đó anh em. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành với mình trong thời gian qua nha. Cảm ơn anh em nhiều lắm. Chữ 200 là số vừa đẹp luôn đó anh em. Cảm ơn anh em nha, cảm ơn tất cả các bạn nha. Cảm ơn Gia Hăng nha. KDA đẹp luôn. Mình chụp ảnh lại đó. Chưa gửi được đâu, giờ chưa có thoát gửi được.